Mẹ gieo quẹ thấy hai con U30 vẫn chưa chịu cưới nên rắc muối dạy vía, mong con sớm si tình. Đối với các bậc phụ huynh, điều họ mong mỏi nhất sau khi con cái đã học hành thành tài là có thể sớm yên bề gia thất. Nhất là với những người ở độ tuổi 29-30 thì bố mẹ lại càng sốt ruột hơn. Không ít người vì quá lo lắng mà sắp xếp các buổi xem mắt đi cầu duyên cho con cái. Tuy nhiên, mặc bố mẹ thúc giục bao nhiêu thì các con lại vẫn ế bấy nhiêu. Cũng bởi thế mà xảy ra không ít tình huống dở khóc dở cười. Mới đây, một tài khoản mạng xã hội rần rần chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh người mẹ rắc muối và dạy vía xung quanh người con, mong con sớm lập gia đình. Cụ thể, tài khoản NT cho hay gia đình cô có hai anh em đều đã lớn tuổi. Người anh trai năm nay 30 tuổi, có nhà, có xe đầy đủ, lại rất tâm lý nhưng vẫn ế. Còn cô gái cũng đã 29 tuổi mà chưa có động tĩnh gì nên mẹ cực kỳ sốt ruột. Sau khi làm đủ biện pháp không được, bà đã phải dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng là dạy vía và rắc muối cho con. Chuyện là gia đình có hai anh em đều chưa chịu lấy vợ lấy chồng, mình thì là đứa 29 tuổi, hơi khó tính, thành tựu thì không có gì đáng kể, trên răng dưới dép. Nhưng lạ thay, anh trai tôi cũng được gọi là cao ráo, sáng sủa, nhà xe đầy đủ, tâm lý các thứ, nói chung là khá ok, cơ mà chúng tôi vẫn ế. Mẹ tôi sau khi đã làm vô số các khóa lễ từ cầu duyên đến các duyên âm, rồi xe duyên trần các kiểu suốt những năm qua mà vẫn không có động tĩnh gì, vô vọng. Lần này mẹ quyết định tổ chức một buổi dạy vía rắc muối gạo cho cả hai anh em. Lúc đầu tưởng cụ nói đùa, nhưng không, nói là làm, đó là lý do mình có quả video này. Trong đoạn clip cô gái ghi lại có thể thấy người mẹ cực kỳ tâm huyết với tuyệt chiêu này. Bà thậm chí còn cầm nắm muối rắc thành vòng tròn xung quanh người con. Cậu con trai cũng rất hợp tác, quỳ xuống đất để mẹ thực hiện. Sau khi người mẹ dạy xong, anh chàng còn phải bước qua bước lại đống lửa mấy lần. Hình ảnh sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của người dùng mạng. Nhiều người đồng cảm với cặp anh em này bởi mình cũng bị bố mẹ dục lập gia đình như vậy. Còn bạn thấy sao về pha rắc muối dạy hạn mong cho con sớm yên bề gia thất này? Bình luận cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức thú vị đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.